Kính mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức 18 giờ hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tối 11 tháng 11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ông Donald Trump đã được bầu là Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ và đánh giá cao những đóng góp của Tổng thống đắc cử trong quá trình phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với Tổng thống đắc cử Donald Trump về những kết quả tích cực của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian qua. Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lâu dài, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trao đổi với Tổng thống đắc cử Donald Trump về một số phương hướng lớn nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu. Tổng thống đắc cử Donald Trump vui mừng một lần nữa có dịp trao đổi với Tổng Bí thư và chuyển lời chào đến nhân dân Việt Nam. Ông Donald Trump cũng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, khẳng định sự coi trọng quan hệ với Việt Nam và hợp tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ, đề cập một số lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại mà Hoa Kỳ quan tâm và mong muốn thúc đẩy. Tổng thống đắc cử Donald Trump tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển. Ông chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về nhân dân Việt Nam, nhắc lại kỷ niệm với đất nước con người Việt Nam qua hai chuyến thăm trước đây. Ông Donald Trump cũng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng thống đắc cử Donald Trump thăm lại Việt Nam. Tổng thống đắc cử Donald Trump vui vẻ nhận lời và mời Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm lại Hoa Kỳ vào thời gian thích hợp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Torashi đã vượt qua đảo Luzon của Philippines vào Biển Đông rạng sáng nay, trở thành cơn bão thứ 8 trên vùng biển này trong năm nay. Vào lúc 4 giờ, bão Torashi ở trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 10, giật cấp 12 và đang theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày mai 13 tháng 11, bão giữ hướng, tốc độ 15 km/h, vẫn ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Đến 4 giờ ngày 14 tháng 11, bão chếch hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h, giảm tiếp còn cấp 8, cấp 9 khi ở phía Bắc Biển Đông. Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão Torashi sẽ duy trì sức gió 83 km/h khi về phía đảo Hải Nam Trung Quốc. Đài Hồng Kông cũng nhận định về hướng đi, nhưng cho rằng bão sẽ mạnh nhất với sức gió 110 km/h trong ngày mai. Vàng thế giới lao dốc tiếp tục kéo giá vàng trong nước hôm nay 12 tháng 11 rơi thẳng đứng. Trong đó giá vàng nhẫn 4 số 9 giảm thêm gần 2 triệu đồng một lượng, rớt xuống còn 83 triệu đồng một lượng. Sáng nay, giá vàng miếng của các công ty SJC, BNG và Doji đồng loạt giảm thêm 1,3 triệu đồng một lượng so với hôm qua. Niêm yết ở mức 80,6 triệu đồng một lượng mua vào và 84,1 triệu đồng một lượng bán ra. Giá bán vàng SJC tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước cũng ở mức 84,1 triệu đồng một lượng, giảm 1,3 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC biến động mạnh nên các doanh nghiệp kéo giãn chênh lệch giữa giá mua và giá bán lên đến 3,5 triệu đồng một lượng. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng rơi tự do. Cụ thể, Phú Quý giảm đến 1,7 triệu đồng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng ở chiều bán so với hôm qua. BNG giảm 1,5 triệu đồng ở cả chiều mua và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,65 triệu đồng ở chiều mua và 1,55 triệu đồng ở chiều bán. SJC giảm 1,3 triệu đồng ở cả chiều mua và chiều bán. Trên thị trường thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 11 tháng 11 lao dốc xuống còn 2.619,1 đô la Mỹ một ounce, giảm 64,6 đô la Mỹ so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 12 tháng 11 ở mức 2.624,8 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 80,55 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC 3,55 triệu đồng một lượng
và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 ở khoảng 2,55 triệu đồng một lượng. Vàng thế giới tiếp tục lao dốc vì đồng đô la Mỹ tăng mạnh nhất trong vòng 4,5 tháng. Chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng đô la Mỹ và 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng lên 105,6 điểm. Sự hồi phục mạnh của đồng đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu kéo giá vàng giảm mạnh bất chấp Fed vừa tiếp tục hạ tiếp lãi suất. Các chuyên gia phân tích kỹ thuật cho biết giá vàng sẽ vẫn trong xu hướng giảm. Theo VinFast, trong tháng 10, hãng đã bàn giao hơn 51.000 ô tô điện các loại, trong đó chủ lực về doanh số là VF3 và VF5. Trong khi đó, theo số liệu báo cáo với Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA Toyota có doanh số tích lũy từ đầu năm đạt 49.239 xe, đứng thứ 2. Ở vị trí thứ 3 là Hyundai Thành Công, tự công bố bàn giao 48.546 xe. Như vậy, 2 tháng bán chạy liên tiếp, VinFast lần đầu đạt doanh số tích lũy cao nhất so với đối thủ tại thị trường ô tô trong nước. Tháng 9, hãng này bàn giao hơn 9.300 xe và tháng 10 là hơn 11.000 xe, tương đương mức tăng trưởng 21%. Chủ lực về doanh số VinFast là VF3 với gần 5.000 chiếc và VF5 hơn 2.600 chiếc. Đáng chú ý, mẫu xe điện nhỏ nhất của VinFast có gần 27.700 đơn đặt hàng. Tức từ khi mở bán 14 tháng 5 cho đến nay, hãng mới chỉ bàn giao khoảng 18%. Ngoài việc bàn giao những chiếc xe điện trực tiếp đến tay người tiêu dùng, đóng góp cho doanh số của VinFast còn đến từ các công ty của tập đoàn Vingroup như hãng taxi điện xanh SM hay công ty chuyên cho thuê mua bán ô tô điện FGF. Ngoài VF3 và VF5, VinFast cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh số của các dòng xe khác như VF6, VF7, VF8 và VF9. Được biết, VinFast hiện bán ra 7 dòng ô tô tại thị trường Việt Nam, từ phân khúc mini VF3 cho đến SUV cỡ E VF9, nhằm phù hợp với đa dạng nhu cầu cũng như khả năng tài chính của người tiêu dùng. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ xe xăng dầu truyền thống sang xe điện, công ty VinFast của tỷ phú Vượng đang mở rộng hợp tác, chia sẻ doanh thu với nhà đầu tư, chung tay phát triển hạ tầng trạm sạc trong nước. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, người phụ trách quản lý các khu định cư Israel ở bờ Tây, vừa thông báo ra chỉ thị cho ban định cư thuộc Bộ Quốc phòng và Cơ quan Quản lý Dân sự tiến hành chuẩn bị cơ sở hạ tầng cần thiết để tuyên bố chủ quyền của Israel với các khu định cư. Phát biểu trước Quốc hội, ông Smotrich, lãnh đạo đảng Phục quốc Do Thái Mộ đạo NDT trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nói việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ đã mang đến cơ hội quan trọng cho Israel để sáp nhập một phần bờ Tây, với hy vọng hoàn thành năm 2025. Ông Donald Trump sẽ nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Mỹ vào tháng 1 năm 2025. Ông từng nhiều lần giúp đỡ Thủ tướng Netanyahu và ủng hộ việc Israel chuyển thủ đô từ Tel Aviv về Jerusalem trong nhiệm kỳ đầu tiên. Chính quyền Palestine lên án chỉ thị sáp nhập các khu định cư bờ Tây của Bộ trưởng Smotrich, mô tả đây là động thái mở rộng lãnh thổ mang tính chất thực dân, phân biệt chủng tộc trong chiến dịch diệt chủng, cưỡng bức di dời nhằm vào người dân Palestine. Nabil Abu Rudeini, phát ngôn viên chính quyền Palestine, cho biết mệnh lệnh của Smotrich đã thể hiện ý định sáp nhập bờ Tây vào năm 2025 của Tel Aviv, bất chấp luật pháp quốc tế, cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm. Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng Nga có thể mở chiến dịch phản công tại tỉnh Kursk trong vài ngày tới và đã tập hợp hàng chục ngàn quân cho hoạt động. Trong khi tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết quy mô lực lượng Nga chuẩn bị cho cuộc phản công có thể lên đến 50.000 người. Theo đánh giá mới từ giới chuyên gia Mỹ, Nga đã tìm cách tập hợp lực lượng phục vụ chiến dịch phản công ở tỉnh Kursk mà không cần rút các đơn vị tại vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, chiến trường ưu tiên chính của họ. Điều này cho phép Nga có thể tiến công đồng thời trên nhiều mặt trận. Một số quan chức Mỹ nhận định Ukraine có phòng tuyến tương đối vững chãi tại tỉnh Kursk và có thể cầm cự được một khoảng thời gian. Tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Sky hôm 11 tháng 11 thông báo đã tới thăm sở chỉ huy các đơn vị đang tham gia chiến dịch tại tỉnh Kursk của Nga.
Ông cho biết đối phương cố gắng đánh bật lực lượng Ukraine và tiến sâu vào các vùng lãnh thổ. Theo các quan chức quốc phòng Ukraine, lực lượng nước này đang đối mặt với 50.000 quân Nga tại tỉnh Kursk, trong khi phải chống đỡ những cuộc tấn công dữ dội ở vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, trong thông báo ngày 11 tháng 11, cơ quan này cho biết các đơn vị thuộc cánh quân Tây đã kiểm soát làng Kolenitskivskaya thuộc tỉnh Kharkov, đồng thời tiếp tục vô hiệu hóa lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk.